hôm nay chúng ta sẽ vào môn mới tiếp theo, đấy là Corel Draw. Đây là một cái chương trình có thể gọi là chương trình đồ họa vector trên nền Windows đầu tiên. Đấy, thực ra thì chúng ta có hai cái chương trình là tính năng nó cũng rất là giống nhau và vẫn cạnh tranh với nhau cho tới tận bây giờ. Đấy là Illustrator của hãng Adobe và Corel Draw của hãng Corel. Đấy, Illust thì nó tuổi thì nó lớn hơn, nhưng mà nó đầu tiên là nó lại chạy ở trên nền máy móc chứ không phải là trên nền PC. Đấy, và nếu mà nói thì chúng ta có thể bảo rằng là đây là cái chương trình đồ họa đầu tiên trên nền PC để xử lý các vấn đề về vector. Hiện tại thì chúng ta đang làm việc hôm nay là chúng ta đang làm việc với phiên bản X7 hay là phiên bản 17. Đấy, hiện tại thì người dùng người ta cũng vẫn cứ tranh cãi nhau rất là nhiều là cái Corel Draw hay là Illustrator, cái chương trình nào nó hay hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Thì thực ra thì chúng ta cũng thấy là cái tranh cãi đấy là một cái thứ mà nó vô nghĩa, tại vì chuyên nghiệp hay không là ở con người chứ không phải là chương trình. Đúng là chương trình sẽ có cái chương trình nó có điểm này mạnh hơn, có điểm kia yếu hơn, chung quy là nó vẫn cứ tự hoàn thiện dần dần theo yêu cầu của người dùng, theo yêu cầu của công việc. Và cái việc cho tới bây giờ hai chương trình nó vẫn cứ tồn tại song song với nhau và cạnh tranh với nhau thì chứng tỏ rằng cái nào nó cũng có một cái điểm mạnh riêng của nó mà cái chương trình kia nó không có thay thế được, cho nên nó mới có lý do tồn tại cho tới tận bây giờ. Thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ làm quen với giao diện này. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu về những cái tính năng cơ bản đầu tiên, các cái tư duy làm việc ở trên nền Corel như thế nào. Làm gì có tiếp theo nhé, chúng ta sẽ làm quen với giao diện của chương trình. Thì trên màn hình đây là chương trình Corel Draw với cái giao diện của nó. Ở phía trên thì chúng ta có cái tên chương trình này, tiếp theo là menu này, thanh menu nơi mà chúng ta sẽ lấy tất cả những cái lệnh khi mà chúng ta làm việc sâu ở bên trong. Tiếp nữa thì có một cái thanh gọi là thanh standard. Thanh này thì sẽ cung cấp nhanh cho chúng ta những cái lệnh mà nó liên quan tới những cái thao tác hết sức là cơ bản đấy, ở trong tài liệu. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một thanh gọi là thanh property. Thanh này thì nếu mà so sánh nó với lại các cái chương trình ở bên họ nhà Adobe thì nó tương ứng với cái thanh option. Nó cũng là một cái thanh có tính tùy biến rất là cao, tùy vào việc chúng ta chọn một cái đối tượng như thế nào, chúng ta sử dụng công cụ gì, hoặc là cái sự lựa chọn các cái đối tượng của chúng ta ở trên màn hình làm việc như thế nào, thì nó sẽ có cái sự biến đổi làm sao cho nó phù hợp, đưa ra những gợi ý, đưa ra những cái lệnh mà có khả năng chúng ta sẽ làm nhiều nhất khi tương ứng với cái lựa chọn đối tượng hoặc là công cụ mà chúng ta đang làm. Ở phía bên tay phải thì là hệ thống hộp màu. Đấy, cái này thì là một cái điểm nó khác so với lại cái hệ thống Adobe. Hệ thống Adobe thì hộp màu nó sẽ để ở cuối của cái hộp công cụ phía bên tay trái. Tuy nhiên Corel thì nó đưa ra cái palette màu, bảng palette màu nằm ở phía bên tay phải như thế này. Ở bên ngoài thì là một hệ thống Docker, nó cũng giống như là hệ thống Docker ở bên họ Adobe, tức là các panel giúp cho chúng ta có thể làm việc sâu nhất trong các cái thao tác mà chúng ta làm thì nó sẽ nằm ở phía bên tay phải này. Nếu mà ban đầu mà lần đầu tiên các bạn làm thì cái hệ thống Docker này nó sẽ không có đâu, các bạn sẽ chỉ nhìn thấy cái hộp màu thôi. Đấy, sau này các bạn mở ra thì nó sẽ treo ở phía bên tay phải sát với lại hộp màu. Thế còn hộp công cụ nó sẽ nằm bên tay trái sát lề như thế này, và các bạn có thể là gọi các công cụ trong cái quá trình làm việc. Thế đây là cửa sổ làm việc đầu tiên mà các bạn có thể gặp. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số các cái lựa chọn, ví dụ như là New Document là để cho chúng ta có thể là tạo ra các cái tài liệu mới này.
new from template thì là họ sẽ lấy các cái khuôn mẫu có sẵn, tài liệu khuôn mẫu có sẵn mở ra và chúng ta sẽ chèn thêm thông tin hoặc là sửa chữa để cá nhân hóa nó, làm thành các cái tài liệu mới với cái nội dung của chúng ta. Open Resend thì cái phần này là nó giúp cho chúng ta có thể mở ra một số các tài liệu mà chúng ta làm việc gần nhất để cho chúng ta không cần phải truy cập sâu vào bên trong các cái folder để chúng ta làm việc với các tài liệu mà chúng ta làm việc gần đấy nhất, thì chúng ta có thể gọi nhanh bằng cách là chọn cái danh sách ở đây. Thế còn để bắt đầu thì chúng ta nên làm việc với lại cái new document, bởi vì là thực tế thì nếu mà chúng ta so sánh một chút thì ví dụ như là ở cái kỳ đồ họa 2D của chúng ta thì chúng ta sẽ có ba cái nhóm công cụ để xử lý ba cái việc khác nhau và tính chất của nó cũng khác nhau. Đấy, ví dụ như Photoshop thì tính chất của nó thiên về editing. Thứ nhất là nó làm việc với ảnh, nhưng mà bản chất của nó thiên về editing, có nghĩa là ít khi mà chúng ta làm một cái gì với lại một cái tên được trắng lắm. Thường là chúng ta sẽ mở một cái ảnh, hai cái ảnh, nhiều cái ảnh ra và chúng ta sẽ lấy các cái tài nguyên chúng ta ghép nối hòa trộn với nhau để chúng ta tạo ra một cái sản phẩm mới từ những cái ảnh hiện có. Và bản chất như thế thì từ một cái đang có rồi mà chúng ta lại làm thành một cái mới, vân vân, thì chúng ta sẽ xử lý nó ở góc độ là thế thì chúng ta sẽ có cái tính chất là chỉnh sửa là chính, cho nên là Photoshop chúng ta sẽ gọi nó là cái chương trình mà thiên về editing. Thế còn Corel hoặc là Illustrator thì cái tính chất của nó thì nó thiên về creating, tức là nó sẽ là từ một cái trang giấy trắng, chúng ta có một ý tưởng, chúng ta có một cái yêu cầu nào đó của khách hàng thì bắt đầu chúng ta sẽ làm việc với một trang giấy trắng, trắng tinh luôn đấy, và bắt đầu làm mới từ đầu. Thế còn về sau này khi mà chúng ta làm việc với lại cái chương trình InDesign đấy, thì cái tính chất của nó thì nó lại là khác, nó lại là lấy tài liệu từ các cái nguồn, ví dụ như là văn bản là từ Word này, rồi thì ảnh nhất là từ Photoshop này, hoặc là những cái thứ vector thì chúng ta sẽ lấy từ Corel hoặc là từ Illustrator để chúng ta đưa vào, thì lúc đấy sắp xếp lại trở thành một cái báo này, một tạp chí này, một quyển catalog hay là một cái gì đó, thì cái đó nó có tính chất là layout, sắp xếp các thành phần trở thành một cái sản phẩm mới. Thế thì Corel cũng như Illustrator thì tính chất của nó là tính chất creating, có nghĩa là làm mới. Thì đây, bắt đầu chúng ta sẽ làm bằng thao tác là bấm vào New Document, hoặc các bạn có thể là bấm vào trang giấy trắng ở đầu của thành Standard, hoặc là bạn vào File, New, hoặc nhấn Ctrl N, mấy cái lệnh đó đều tương ứng với nhau. Và bắt đầu bằng cách là sẽ mở ra một cái hộp thoại. Trong này chúng ta sẽ thiết lập một số các tham số trước khi mà chúng ta bắt đầu. Thì đây chính là cái khuôn khổ làm việc của cái trang giấy của chúng ta. Các bạn có thể đặt tên ở trường name, có thể thiết lập các cái khổ của giấy, trang giấy làm việc. Trong này thì chúng ta sẽ có một cái danh sách rất là dài các cái khổ chuẩn của quốc tế. Các bạn có thể là chọn lấy một cái khổ giấy nào đó để bắt đầu công việc. Thường nếu lần đầu tiên mà các bạn chọn vào thì nó sẽ để mặc định cho các bạn là ở khổ letter. Đấy, cái khổ kiểu Anh Mỹ chứ không phải là cái kiểu mà chúng ta quen dùng. Khổ của chúng ta quen dùng là A4 cơ. Đấy, đơn vị đo thì ở đây nó sẽ ghi là mm nếu chúng ta chuyển sang A4, và nó cũng khai báo luôn kích thước chiều ngang chiều dọc của cái trang giấy. Các bạn có thể lựa chọn giữa hai cái chiều giấy là chiều giấy đứng hoặc là chiều giấy ngang ở đây. Trường tiếp theo thì các bạn sẽ có cái number of page. Đấy, thì cái này là một cái mà Corel có từ rất lâu, mặc dù nó không phải là một cái chương trình chuyên để dàn tài liệu nhiều trang giống như là Quark Express, PageMaker hoặc là InDesign. Tuy nhiên từ rất lâu rồi thì Corel nó đã hỗ trợ cho chúng ta có khả năng làm việc ở trên các tài liệu nhiều trang. Đấy, phiên bản trước nữa thì tôi không biết, nhưng mà từ phiên bản đầu tiên mà tôi làm quen với lại Corel là phiên bản Corel 5. Đấy, cho tới bây giờ là Corel X7, tức là tương ứng với phiên bản 17, thì nó vẫn luôn luôn duy trì cái khả năng là làm việc nhiều trang như thế này. Đấy, rất lâu về sau này Illustrator nó mới bổ sung cái chuyện là làm tài liệu với nhiều app đó. Còn Corel thì nó chạy trước từ lâu lắm rồi.
Tất nhiên là cũng không khuyến khích các bạn là làm tài liệu thật nhiều trang ở trong Corel, tại vì là nó không phải là chương trình chuyên, nhưng mà độ khoảng 20 trang đổ lại thì các bạn có thể là làm chuyên lên Corel cũng ok, không có vấn đề gì. Thế mặc định thì bao giờ nó cũng để cho chúng ta là một trang thôi đấy. Thế còn là phần color mode này thì nó để sẵn luôn là CMYK. Vì sao? Cả Corel Draw lẫn Illustrator nó đều mặc định là các chương trình thiết kế để in ấn công nghiệp, cho nên là hệ màu chắc chắn là CMYK, không cần phải bàn cãi. Trừ phi chúng ta có nhu cầu khác thì chúng ta lại sổ danh sách ra và chúng ta chọn một cái hệ màu khác là RGB. Còn nếu không thì mặc nhiên mở ra các bạn sẽ có cái chọn sẵn sàng của nó là CMYK. Và đây độ phân giải nó cũng đã đặt sẵn cho các bạn là 300. Đến đây thì chúng ta có thể là bắt đầu nhấp OK thì chúng ta bắt tay vào làm việc rồi. Còn Preview Mode thì nó cũng để cho chúng ta ở chế độ gọi là hiển thị cao luôn, nhấp OK để chúng ta mở ra trang giấy mới. Và bây giờ chúng ta bắt đầu có thể làm việc với lại trang giấy đầu tiên này. Thế thì cái tài liệu đã mở thì các bạn sẽ nhìn thấy ở giữa màn hình nó sẽ có một cái hình như trang giấy trắng ở đây, và đây chính gọi là cái vùng làm việc, hay nói chính xác hơn chúng ta sẽ gọi đây là vùng in đấy. Có thể hình dung đây là trang giấy, còn vùng xung quanh là như cái mặt bàn mà chúng ta sẽ để trang giấy. Thế tại sao lại phải có trang giấy thì chúng ta giải thích là theo khái niệm vùng in đấy. Nó giống như là các bạn làm việc bình thường, các bạn đi học, các bạn có thể viết vào tờ giấy hay các bạn viết vào quyển vở hay quyển sổ của mình, kể cả thích thì có thể viết lên bàn, nhưng mà nộp hoặc là đưa giấy cho người khác thì các bạn thì có thể đưa được trang giấy thôi, các bạn không thể nhắc cả cái mặt bàn đưa cho người khác được. Do đó thì vẽ thì rất là thoải mái, làm cái gì cũng rất là thoải mái, nhưng đã muốn in ra thì buộc lòng là cái đối tượng của bạn nó phải nằm bên trong đấy, nó phải nằm bên trong trang giấy này, thì khi nối vào máy in các bạn mới thấy được cái bản bản in có chứa cái hình này. Nếu mà nó nằm ở trạng thái là nửa trong nửa ngoài thì cái gì nằm bên trong trang giấy sẽ được in ra, cái nào nằm bên ngoài trang giấy sẽ không thấy. Còn nếu mà hình chúng ta vẽ như thế này thì chúng ta thấy được trên màn hình, còn in ra chắc chắn cái hình này sẽ không có trong bản in của chúng ta. Đấy là lý do tại sao phải có cái trang giấy. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm quen một vài cái khái niệm ban đầu ở trong Corel. Đấy là Corel khi mà các bạn tạo ra bất kỳ một cái đối tượng nào thì các bạn sẽ thấy cái hình hài của nó. Tuy nhiên là các bạn chỉ thấy cái hình hài theo cái đường viền mà thôi. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mà chúng ta được nhìn thấy thông qua đường viền, còn bề mặt là không có, tại vì nó chưa được tô màu. Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa Corel Draw và Illustrator. Illustrator thì nó cái hộp màu phim của nó có màu gì, thì khi các bạn vẽ ra một đối tượng thì lập tức là nó tô vào cái đối tượng mà vừa nãy vẽ luôn bằng cái màu hiện có trong cái hộp màu. Tuy nhiên là Corel thì không phải như thế, Corel không tô màu sẵn, và đây là cái điểm mà tôi lại đánh giá Corel cao hơn ở Illustrator cái điểm đó. Tại vì là một bản thiết kế thì chúng ta sẽ có nhiều đối tượng lắm chứ không phải một hai đối tượng, và nếu như mà bất cứ cái hình nào chúng ta vẽ ra cũng có cái màu sẵn rồi thì chúng ta cũng sẽ phải tô lại hết thôi đấy. Tại vì là mỗi đối tượng phải có một màu nào đó khác nhau thì đến lúc đó nó mới tập hợp lại trở thành một bản thiết kế. Thế mà tất cả các đối tượng chúng ta vẽ ra có sẵn một màu cả rồi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trong khi Corel thì nó lưu ý cho chúng ta là gì đây, cứ vẽ ra đúng khuôn khổ đi, cứ vẽ ra đúng cái đối tượng mà chúng ta cần đi, sau đó thì hoàn hảo về mặt kích thước, hoàn hảo về mặt vị trí, hoàn hảo về cái việc là sắp xếp với các đối tượng khác, rồi thì cần màu gì chúng ta lúc đấy mới tô, nó đỡ mất thời giờ cái chuyện gọi là phải tô lại màu khác. Và có một cái điểm nữa mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Corel có khác biệt và tôi cũng đánh giá cao cái đó so với Illustrator, đó là một đối tượng ở trong Corel các bạn chỉ có thể tô và nhìn thấy màu tô của nó nếu như đấy là một đối tượng khép kín. Một đối tượng hở thì các bạn có thể nhìn thấy là nó báo là được tô màu gì, nhưng mà các bạn sẽ không nhìn thấy màu ở trên cái đối tượng đó, trừ phi khi nào chúng ta khép kín đối tượng lại. Illustrator rất khó để xác nhận được là đối tượng nào hở, đối tượng nào kín, bởi vì là hở cũng nhìn thấy màu, kín cũng nhìn thấy màu, nhưng Corel thì không.
Corel thì chỉ đối tượng nào mà khép kín hoàn toàn các bạn mới nhìn thấy màu thôi, cho nên chúng ta phân biệt rất nhanh là đối tượng nào đang hợp và đối tượng nào khép kín. Đấy. Tất nhiên ở đây thì chúng ta cũng sẽ nói luôn là không có cái nào mạnh hơn cái nào hoàn toàn. Đấy, cái nào tốt hơn tôi sẽ nói là chương trình Corel tốt hơn, cái nào kém hơn tôi sẽ nói là chương trình Corel kém hơn Illustrator, để cho chúng ta cũng có một cái khái niệm luôn, đến lúc mà chúng ta đụng việc mà khách hàng gửi cho chúng ta là cái tài nguyên từ Corel hay là từ Illustrator thì chúng ta cũng sẽ, thứ nhất là chúng ta làm việc được ngay. Thế còn nếu mà khách hàng mà để tùy chúng ta đúng không, thì chúng ta cũng nắm được luôn là chương trình Corel mạnh hơn ở chỗ nào hoặc là chương trình Illustrator mạnh hơn chỗ nào, để chúng ta cũng sẽ có cái sự chủ động khi mà chúng ta lựa chọn cái nền chương trình chúng ta thực hiện cái thiết kế của mình. Thế tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu tới mấy vấn đề như thế này. Đây, để tạo ra một đối tượng thì chúng ta có thể sử dụng nhanh một vài công cụ hết sức là cơ bản. Đây, công cụ vẽ hình cơ bản thì trong này tôi cũng sẽ giới thiệu nhanh, đó là công cụ vẽ hình chữ nhật này, công cụ vẽ hình ellipse này và một vài công cụ vẽ hình cơ bản khác như là đa giác, ngôi sao hoặc là complex star vân vân. Thì đấy là một số các cái công cụ để vẽ hình cơ bản, chúng ta làm quen trước một cái này, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp tới cái thao tác tô màu cũng rất là cơ bản thôi, chưa đi sâu, và tiếp nữa thì chúng ta sẽ nói tới tầng thứ vân vân. Thì đấy là một vài khái niệm mà hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với nhau. Trước hết là chúng ta giới thiệu công cụ cơ bản của cơ bản luôn, đấy là công cụ vẽ hình chữ nhật. Thế để vẽ hình chữ nhật thì chúng ta sẽ làm việc với công cụ Rectangle, phím tắt của nó là F6. Ở trong này thì chúng ta sẽ thấy là có hai công cụ nằm ở trong nhóm, đó là công cụ Rectangle và công cụ Three Point Rectangle. Với công cụ gốc, đó là công cụ Rectangle, chúng ta nhấp chọn và sau đó thì chúng ta đưa chuột vào, chúng ta nhấp, giữ và kéo. Tùy theo tay kéo to, nhỏ, ngắn, dài, cao, thấp thì các bạn sẽ nhìn thấy trước cái hình dáng của cái hình chữ nhật. Cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy là hài lòng với lại cái kích thước của nó rồi thì các bạn nhả chuột ra và chúng ta sẽ có một hình chữ nhật như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Chỉ có đường viền màu đen và không có bề mặt. Và bao xung quanh nó là 8 cái tay nắm điều khiển màu đen hình vuông, giúp cho chúng ta có thể là transform, giúp cho chúng ta có thể là xử lý cái đối tượng này. Ở đây thì Corel lại kém hơn so với Illustrator ở cái điểm là nó chỉ có thể là vẽ ra một cái hình như thế này thôi, chứ nó không có cái chế độ là nhấp chuột một cái rồi điền tham số vào hộp thoại để mà vẽ ra thật là chính xác một cái đối tượng có kích thước bao nhiêu. Thì đây lại là điểm mà Corel kém hơn Illustrator. Tuy nhiên bây giờ các bạn quan sát ở trên này một chút, không riêng gì Corel, hình chữ nhật mà các hình khác thì nó cũng sẽ khai báo các cái tham số ở trên thanh property này. Thứ nhất là tọa độ XY của hình. Và tọa độ XY ở đây thì các bạn cũng lưu ý cho tôi là các bạn nhìn cái hình ở góc này nhé, ở góc ở đầu của cái thanh property. Đó là một cái mô hình gồm có 9 cái hình, có mấy cái hình vuông nhỏ đây. Và trong các hình này thì nó đang có cái điểm đen nằm ở đâu thì cái tọa độ gốc nó đang được tính ở cái điểm đó. Các bạn cũng có thể là thiết lập lại những cái tọa độ nó tính từ đâu bằng cách là bấm vào cái điểm mà chúng ta muốn thì cái tọa độ nó sẽ được tính lại từ cái điểm đó. Các bạn có thể tính từ các góc hoặc là từ ở giữa hoặc là ở tâm vân vân. Thế mặc định của chương trình cho nó sẽ để ở tâm của đối tượng. Và cái tọa độ x bao nhiêu y bao nhiêu đây chính là cái dấu x này này. Đấy. Thứ nữa là cái kích thước chiều ngang hay là chiều dọc của đối tượng thì chúng ta sẽ thấy nó ở đây, trường này. Đấy, đây là chiều rộng, đây là chiều cao. Cái hình mà chúng ta vừa vẽ lần đầu tiên nhả chuột ra một cái thì nó nhận định là đây là 100% kích thước chiều dọc và 100% chiều ngang. Các bạn có thêm một cái khóa ở đây. Nếu như mà các bạn nhấp cái khóa này và các bạn đóng cái khóa lại thì khi các bạn điều chỉnh bằng cách là ra làm tham số đây, ví dụ tôi cho cái tham số này là 100 thì cái tham số ở phía dưới nó lập tức là nó sẽ làm ra đây. Dựa theo cái tỷ lệ gốc của cái hình nó sẽ co duỗi theo để luôn luôn đảm bảo cái tỷ lệ giữa hai chiều nó thay đổi luôn luôn giống nhau.
Còn nếu mà mở cái tỷ lệ này ra thì các bạn có thể là ra ra riêng một chiều mà chiều kia nó vẫn giữ nguyên. Ở đây chúng ta được hỗ trợ thêm một số thứ, ví dụ như góc quay. Các bạn có thể là quay bằng các thao tác trực tiếp, hoặc các bạn có thể nhập một cái tham số góc vào đây, và sau khi mà các bạn điền cái con số vào và nhấn enter thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ xoay theo cái số liệu mà chúng ta vừa mới nhập vào. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một số cái hỗ trợ nữa, ví dụ như là lật theo chiều dọc, lật theo chiều ngang. Thì đây là hai cái biểu tượng liên quan tới lật theo chiều dọc hay lật theo chiều ngang. Từ cái điểm này trở về đây thì tất cả các cái đối tượng các bạn chọn đều sử dụng cái cách làm giống nhau. Còn từ đây trở về sau thì nó là các cái tham số của cái đối tượng mà chúng ta đang chọn này. Chúng ta có thể tùy biến cho nó. Đây, bây giờ chúng ta quan sát. Ví dụ tôi vẽ ra một hình. Ngoài các tham số được khai báo một cách rất là thông thường ở đây thì từ cái điểm này chỗ vào thì là tùy biến của hình. Hình ở trong Corel thì hình chữ nhật nó có một số các đặc điểm như thế này. Các bạn có thể tùy biến cái góc của hình chữ nhật. Ở đây chúng ta có round corner này, đấy, hoặc là scallop này, hoặc là gì đây ạ? Đấy. Bo tròn này, bo tròn lồi này, bo tròn lõm này, hoặc là gì đây? Cắt vát. Đấy, cắt vát thì nó được bổ sung tương đối muộn một tí, nhưng mà cái bo tròn lồi này thì có từ các phiên bản rất là thấp. Sau nữa thì bắt đầu đến cái thằng này được bổ sung, và gần gần đây thì nó bổ sung thêm cái vạt góc này. Đấy. Và các bạn cũng nhìn thấy là chúng ta có bốn cái trường ở đây. Bốn trường này đại diện cho bốn góc. Các bạn nhìn theo thứ tự thì các bạn biết ngay đâu là góc trên trái, đâu là góc dưới trái, đâu là góc trên phải, đâu là góc dưới phải. Và bằng cách là điền một tham số vào đây và nhấn enter thì chúng ta có thể là gì đấy, về tròn riêng một góc mà không ảnh hưởng tới các góc khác. Đấy. Nếu như các bạn bấm cái khóa này vào thì các bạn chỉ cần là điền một góc, các góc còn lại sẽ theo luôn một tham số, ví dụ như thế này. Cái này thì Corel có từ thời tám hoánh rồi, nhưng mà tới tận phiên bản mới nhất ở đây của Illustrator, tức là Illustrator CC, thì lúc đó Illustrator mới bổ sung cái tính năng gọi là bo góc như thế này. Còn trước đó thì chip muốn bo riêng chúng ta lại phải dùng thủ thuật, chúng ta không có cách nào mà bo cái góc giống như Corel như thế này được. Đấy. Thế còn ở phần này thì là nó cho phép chúng ta thiết lập lại cái độ dày của cái đường viền. Thế thì đối với cái bo góc này thì các bạn sẽ thấy là tôi có thể là làm riêng này. Đấy. Làm riêng bằng cách là bỏ cái này ra. Đó. Và tôi điền vào, ví dụ đây là góc này 30 này, góc này 50 này, ví dụ như này. Thì chúng ta có thể, nhưng mà tôi bấm sang đây thì nó sẽ biến như thế này. Ở đây tôi chỉ có thể biến cái số liệu cho từng góc một thôi, nhưng tôi không thể biến được là gì đây ạ, mỗi một góc lại xử lý theo một kiểu. Chúng ta có 3 kiểu thì chúng ta cũng không thể nào mà làm cho một hình chữ nhật mà nó lại nhận đến tận mấy kiểu bỏ góc khác nhau. Đấy, thì chúng ta không làm được cái này. Số liệu có thể khác nhau nhưng kiểu thì nó sẽ buộc phải giống nhau. Tiếp nữa, chúng ta xem xét tới cái trường hợp thứ hai. Công cụ thứ hai trong nhóm này là công cụ vẽ hình chữ nhật theo 3 điểm. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như sau, chọn công cụ này. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào trong màn hình. Chúng ta sẽ nhấp giữ chuột và chúng ta kéo một đường. Dài ngắn thì tùy ý các bạn nhé. Đấy. Sau khi mà các bạn vừa lòng với cái chiều này rồi, các bạn nhả phím chuột ra. Và lúc này các bạn sẽ kéo tiếp dê chuột thôi, nhưng không hề kích nhé, không hề kích phím nhé, cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng về cái chiều còn lại thì các bạn kích chuột một cái để xác nhận. Đây là một cái thao tác cải tiến mà tôi đánh giá rất là cao ở Corel, tại vì là cái cung cách làm cũ ấy, chúng ta chỉ có thể vẽ luôn luôn vẽ ra được một cái hình chữ nhật mà nó vuông góc với màn hình thôi. Thế nhưng mà trong thực tế thì có rất nhiều cái hình chữ nhật mà
nó bị xoay đi, nó nghiêng theo cái bản thiết kế rồi đấy. Và khi mà chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật ra thì chúng ta cứ vẽ gì đây nhỉ, cứ vẽ vuông góc, sau đó chúng ta lại phải xoay, chúng ta lại phải tính chán chê thì nó mới khớp được vào với cái độ nghiêng mà chúng ta mong muốn, thì nó rất là mất thời giờ. Thế nhưng mà với cái cách mà làm theo kiểu vẽ hình chữ nhật theo 3 điểm như thế này, chúng ta có thể vẽ rất thoải mái. Đây, tôi cần một cái đường chéo như thì tôi vẽ như thế này. Sau khi mà tôi gióng được đúng đường chéo và độ dài của nó rồi thì tôi kéo một cái là tôi sẽ có được một hình chữ nhật nghiêng theo một góc độ nào đó ngay. Thì cái này là một cái cải tiến mà tôi cho rằng là nó rất đáng giá ở Corel, khi mà chúng ta muốn vẽ thêm một cái hình nào đó có một cái độ nghiêng mà nó phù hợp với lại cái yêu cầu. Đấy, Illustrator cho tới bây giờ thì cũng vẫn không có tính năng này. Đây là một cái điểm mà tôi đánh giá cao ở Corel. Thế còn đến đây thì chúng ta cũng nói nhanh luôn, hộp màu thì chúng ta có ở bên này. Thì việc tô màu thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta có nhiều đối tượng như thế này và do đó chúng ta muốn tô màu đối tượng nào thì chúng ta bấm chọn đối tượng đó. Khi nào đối tượng xuất hiện các cái tay nắm điều khiển màu đen bao xung quanh thì các bạn bắt đầu có quyền là tô màu. Và tô màu thì nó rất dễ thôi. Các bạn nhìn thấy hộp màu ở phía bên tay phải này, và bằng cách là bấm vào cái màu các bạn muốn thì lập tức đối tượng của chúng ta sẽ được làm sao ạ, tô màu luôn. Để ý một tí ở thanh dưới chân này, thanh dưới chân này thì chúng ta có hai thanh nằm ở dưới chân. Một thanh nó gọi là document palette, tức là thanh này nó sẽ chứa toàn bộ những cái màu mà các bạn sử dụng trong quá trình làm việc. Các bạn bấm một màu thì nó sẽ hiện ra một màu ở trong này. Các bạn bấm đến màu thứ hai thì màu thứ hai cũng sẽ được lập tức cập nhật vào đây. Cho nên là chỉ cần quan sát cái thanh document palette này là chúng ta cũng sẽ biết là trong cái quá trình làm việc chúng ta đã sử dụng bao nhiêu màu ở đây, ở trong cái bài thiết kế này. Thanh nữa ở phía dưới này là thanh trạng thái, nó sẽ mô tả cho chúng ta biết được là cái đối tượng chúng ta đang làm việc nó là đối tượng nào, hoặc là cái trang làm việc của chúng ta nó có những tham số như thế nào. Ví dụ đây này, tôi bấm vào đây, tôi chọn một hình chữ nhật thì nó sẽ khai báo cho tôi là hình chữ nhật nằm ở layer 1. Đấy. Ngoài ra thì nó cho chúng ta biết luôn một vài thứ. Ví dụ ở đây là tô bề mặt là 5, là chưa tô. Thế còn đường viền thì nó sẽ thông báo là đường viền là màu đen, có độ dày là 0,5 point, và cái màu đen là tham số bao nhiêu đây. Đấy. Thế còn nếu mà tôi chọn một cái hình như thế này thì nó cũng sẽ thông báo luôn. Ví dụ như là đây là rectangle ở layer 1, và nó cũng thông báo luôn đây là đối tượng được tô màu vàng. Đấy. Tham số màu bao nhiêu, đường viền dày bao nhiêu, chúng ta có thể quan sát rất nhanh để chúng ta nắm được cái thông số của đối tượng này khi mà chúng ta chọn. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ thứ hai. Công cụ thứ hai là công cụ vẽ hình ellipse. Thì phím tắt của nó là F7. Thao tác thì nó cũng giống hệt như là chúng ta làm việc với hình chữ nhật thôi, có nghĩa là nhấp chuột và kéo, quan sát xem hình to, nhỏ, ngắn, dài, rộng, hẹp như thế nào. Ưng ý rồi thì các bạn nhả chuột ra và chúng ta sẽ nhận được một hình ellipse mà chỉ có đường viền, chưa có bề mặt. Đây, tô màu, tôi bấm một màu nào đó thì nó sẽ tô vào. Thế còn tùy biến của cái này thì các bạn lưu ý, chúng ta có mấy tùy biến như sau. Hình ellipse nó sẽ cung cấp cho chúng ta 3 tùy chọn là ellipse, pie và arc. Lần lượt chúng ta sẽ bấm vào từng cái tùy chọn này để xem nó biến như thế nào. Mặc định của chúng ta sẽ là ellipse, có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ ra một hình ellipse hoàn chỉnh. Thế nếu mà chúng ta bấm vào cái hình pie thì chúng ta sẽ có một cái hình bị cắt khoét đi một phần. Cái này giống như cái bánh đang bị cắt mất một phần rồi. Và cái trạng thái thứ ba là chúng ta chỉ có một cái cung tròn như thế này thôi, và đây là một hình hở. Và các bạn thấy luôn như tôi nói vừa đấy, một hình hở thì các bạn vẫn thấy nó thông báo tô màu ở phía dưới chân này, nhưng mà màu sẽ không được nhìn thấy do đây là hình hở. Và các bạn rất là thoải mái chuyển qua chuyển lại giữa ba trạng thái này. Các bạn sẽ có hai trường là start và end để các bạn điều chỉnh là cái trạng thái là cái cung tròn này hoặc là cái pie nó sẽ nằm ở đâu. Ví dụ bây giờ tôi không phải để ở 0 này nữa mà tôi để ở 45 chẳng hạn.
thì cái điểm này nó sẽ chạy. Đấy. Tổng tất cả là 360 đúng không? Và chúng ta sẽ điều chỉnh cái điểm bắt đầu và điểm cuối của cái cung này hoặc là của cái bài này. Đấy. Thì chúng ta có thể điều chỉnh nó. Và chúng ta cũng có thể lấy được cái phần đối nghịch. Ví dụ tôi bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị cho tôi cái phần đối nghịch của cái phần hiện tại. Đây cũng là một cái nó rất là đặc biệt và Illustrator không có cái này. Đấy. Bằng cái cách mà chúng ta có thể điều chỉnh được các tham số của điểm bắt đầu và điểm cuối của cái cung hoặc là của cái file, chúng ta có thể làm rất nhiều việc với cái hình ellipse này. Và quay trở lại một chút, giữa cái ellipse và cái hình chữ nhật thì chúng ta có những cái trường hợp hơi đặc biệt một tí, đó là bình thường chúng ta vẽ ra sẽ là vẽ hình ellipse hoặc là vẽ hình chữ nhật. Nhưng nếu như mà chúng ta nhấn phím Ctrl thì hình ellipse sẽ là dạng đặc biệt, đó là hình tròn. Thế còn hình chữ nhật, nếu như mà chúng ta cũng nhấn Ctrl khi chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ có hình chữ nhật đặc biệt là hình vuông. Đấy. Tiếp theo thì hình ellipse cũng có cái công cụ để mà vẽ hình ellipse theo chiều nghiêng, cũng là công cụ gì đây, vẽ 3 điểm. Đây chúng ta sẽ quan sát, nhấp chọn công cụ, đưa công cụ vào trong trang giấy làm việc, bắt đầu nhấp chuột và kéo một đường như thế này. Chúng ta có thể kéo ngang, có thể kéo đứng hoặc có thể kéo chéo tùy vào yêu cầu. Và sau khi mà chúng ta nhả phím chuột ra thì đây là một cái đường kính, một trong hai đường kính của cái hình ellipse đó. Khi tôi nhả chuột ra này, tôi xác nhận xong cái đường kính của một chiều này, và bây giờ tôi cứ di chuột để tôi xác nhận tiếp cái chiều thứ hai nó cao thấp rộng hẹp thế nào. Ok rồi, nhấp chuột một cái thì tôi sẽ có hình ellipse. Và cái công cụ này nó giúp cho chúng ta có thể vẽ được một hình ellipse mà nó xoay theo bất kỳ chiều nào, cứ tương ứng với lại yêu cầu của chúng ta trên bản vẽ là chúng ta vẽ được luôn, cũng không cần phải vẽ ra một hình lúc nào nó vuông góc màn hình rồi xoay xoay chuyển chuyển nữa. Thì đấy cũng là một cái rất là tiện trong cái quá trình mà làm việc của chúng ta. Thì đấy là công cụ ellipse. Tiếp nữa chúng ta sẽ làm việc với lại các cái nhóm công cụ tiếp theo, bao gồm là polygon, star, complex star, graph paper, spira. Đấy là một số các cái công cụ làm việc rất là cơ bản ở trong Corel. Nào, chúng ta sẽ giới thiệu tiếp đến công cụ tiếp theo nhé, là công cụ polygon. Công cụ polygon thì là giúp cho chúng ta có thể là vẽ các cái hình đa giác. Trong đó thì chúng ta sẽ có hình mặc định. Khi mà chúng ta vừa mới mở ra một cái thì mặc định của chương trình đó là hình ngũ giác. Các bạn có thể nhấp chuột, các bạn vẽ ra. Đấy. Và đây thì các bạn nhìn thấy là hình tam giác rồi. Đây là hình mà có số cạnh bé nhất, tại vì gần đây là tôi đã điều chỉnh khi mà tôi vẽ rồi, cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái hình này là hình không phải ngũ giác. Nhưng mà mặc định nếu các bạn mở lần đầu tiên ra thì nó sẽ để cho các bạn là hình ngũ giác. Và ở trên thanh property thì các bạn sẽ thấy một cái trường point or size này. Các bạn có thể là thay đổi các tham số ở đây để các bạn biến đổi cái số cạnh hoặc là số đỉnh của hình đa giác mà chúng ta mong muốn. Đó. Minimum thì sẽ là hình tam giác, còn maximum thì các bạn sẽ có n cạnh hoặc là n đỉnh nào đó. Thế và đặc điểm thì chúng ta sẽ thấy là cái hình đa giác này thì nó không giống như Illustrator. Illustrator thì các bạn có thể là vừa vẽ vừa điều chỉnh số cạnh hoặc là số đỉnh, nhưng mà Corel thì nó không làm như thế. Các bạn cứ vẽ đi, và vẽ xong rồi thì các bạn chỉ cần là chọn nó rồi các bạn tăng hay giảm thì nó cũng sẽ chấp nhận thay đổi cái số cạnh hoặc là số đỉnh của hình đa giác. Đấy. Đấy, rất đơn giản thế này. Thế còn vẽ thì các bạn là có thể vẽ một cách rất là thoải mái thế này. Nó sẽ ra một cái hình tùy tay các bạn kéo. Còn nếu mà các bạn muốn là nó là hình đều nhá, thì các bạn nhấn giữ phím Ctrl cho tôi. Ở đây cũng xin nhắc lại, xin nhắc thêm với mọi người một tí. Thì thao tác làm việc ở bên hệ nhà Adobe với hệ Corel
là nó có một vài điểm khác nhau rất đặc trưng thế này. Ở trong Corel chúng ta sẽ sử dụng vô cùng nhiều cái phím Control trong quá trình làm việc, và kèm đó là phím chuột phải cũng rất là nhiều. Đấy là đặc trưng của Corel. Hầu hết tất cả những lệnh tắt hoặc là những cái thao tác đặc biệt nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong hai cái phím chuột phải, phím Corel này, phím Control này. Thế thì đa giác thì nó chỉ đơn giản thế thôi. Các bạn tăng hay giảm cái số cạnh hay là số đỉnh bằng cách là điều chỉnh cái tham số point or side đây. Điều chỉnh trước cũng được, điều chỉnh sau vẽ cũng được, miễn là đang chọn lựa cái hình này. Đấy, thao tác của nó thì đơn giản thế thôi. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm việc với công cụ vẽ ngôi sao Star. Thì ngôi sao thì đương nhiên là mọi người sẽ nghĩ ngay sao là phải 5 cánh rồi, mà mặc định thì nó cũng để cho chúng ta là 5 cánh. Đây, kết quả chúng ta sẽ có ngôi sao như thế này. Muốn tăng số cạnh hoặc là muốn tăng số đỉnh của ngôi sao thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tăng số lượng cái cánh ngôi sao lên. Tuy nhiên là có một cái tham số mà các bạn cần lưu ý, đó là cái tham số sharpness. Tham số sharpness này khi mà các bạn điều chỉnh tăng hay giảm thì nó sẽ làm cho ngôi sao của chúng ta thóp lại mignon như thế này hay là mập bự lên bằng cách là gia giảm tham số này. Tham số càng lớn thì sao càng mập càng béo, còn tham số mà gì đấy ạ, số lớn thì là gầy, số bé thì là gì đây, là mập. Đấy, thì các bạn là có thêm cái tham số đó để điều chỉnh cái độ gầy béo của ngôi sao, và nó cũng chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng mà đặc biệt hơn là công cụ phía sau nó đây, đó là công cụ Complex Star. Complex Star thì nó sẽ giúp chúng ta vẽ ra cái gì, nó sẽ vẽ ra một cái ngôi sao, nhưng mà ngôi sao này thì lại có phần rỗng. Đây, chúng ta so sánh một tí giữa hai cái ngôi sao này để chúng ta thấy được cái điểm khác nhau nhé. Đây, đây là ngôi sao, ví dụ tôi tô màu đó, Complex Star, tôi vẽ tiếp và tôi tô màu thì các bạn nhìn thấy là nó có cái điểm khác, đó là Complex Star lúc nào nó cũng phải có một khoảng nào hở chứ không phải kín đặc như là ngôi sao này. Thế và Complex Star thì nó phức tạp hơn ở mức độ như thế này. Các bạn quan sát, bây giờ tôi đang có một cái Complex Star với cái số lượng cánh là 5 đó. Tôi giảm thử xuống xem có được không thì không. Cái ngôi sao này nếu như tôi giảm xuống thì được bao nhiêu, là ngôi sao 3 cánh giống như cái logo của Mercedes, thì đây là cái số lượng cánh ít nhất của một cái ngôi sao có thể. Nhưng Complex Star thì ít nhất của nó phải là 5. Đấy. Và nó còn có thêm một cái trường bên cạnh cái sharpness này, thì chúng ta sẽ thấy là cái tương ứng giữa cái trường sharpness và cái point or side này nó sẽ có cái sự liên quan với nhau như sau. Đây, chúng ta cùng nhìn nhé. Với 5 cánh thì cái này không có tác dụng nhé. Bây giờ tôi tăng lên 6 cánh có tác dụng không? Không có gì. 7 cánh có tác dụng không? 7 cánh thì bắt đầu có tác dụng. Và nếu như mà tôi không để cái trường này là sharpness là một nữa, mà tôi lại để là 2 là 3 thì sao? Đây, tôi nhân bản một cái ra. Các bạn học thêm một cái thao tác đầu tiên với chuột phải nhé, là di chuyển đối tượng và nhân bản bằng cách dùng chuột phải. Thế thì các bạn làm như sau: nhấp chọn công cụ, nhấp công cụ chọn, và sau đó thì các bạn kéo cái đối tượng sang vị trí mới. Ở vị trí mới đừng nhả chuột ra, nhả chuột ra là chúng ta đang di chuyển đối tượng. Còn nếu mà chúng ta kéo bằng chuột trái này sang tới vị trí mới mà các bạn đừng nhả chuột trái ra, các bạn nhấp thêm chuột phải một cái, thì thao tác này là thao tác nhân bản. Hơi khác so với họ nhà đốt. Họ nhà đốt là các bạn cứ kéo, các bạn nhấn phím an và các bạn kéo đối tượng ra vị trí mới, các bạn thả ra là nhân bản. Còn Corel là gì đây? Nhấp chuột trái, kéo ra vị trí mới, không nhả chuột trái ra mà nhấp chuột phải một cái là nhân bản. Đấy, thì bây giờ chúng ta quan sát nhé. Đều là 7 cánh cả, nhưng cái phần mà sharpness này là 1 thì nó đang giống nhau. Bây giờ tăng lên 2 này. Đây, các bạn sẽ thấy Complex Star mà sharpness mà nhân lên 2 thì chúng ta sẽ có cái hình thức nó rất khác nhau. Đó.
cùng bảy cánh cả đấy. Bây giờ tôi lại tăng tiếp này, 8 cánh này, có vấn đề gì không? Bây giờ tôi tăng tiếp lên 8 cánh nhá. Đây cả hai thằng cùng 8 cánh này. Bây giờ 9 cánh này. Đây, 9 cánh thì bây giờ tôi có thể tăng cái sharpness này lên thêm một cấp nữa. Và đây, tôi nhân bản tiếp để xem nó tăng lên nó sẽ như thế nào. Các bạn sẽ thấy là cùng là complex star, cùng là số lượng cánh giống nhau, đều là 9 cánh, nhưng mà sharpness ở cấp độ 1 thì như thế này, sharpness ở cấp độ 2 thì nó cho chúng ta hình như thế này, và sharpness ở cấp độ 3 nó cho chúng ta hình như thế này. Đấy. Nó sẽ có những cái phần giao với nhau, đan vào với nhau, và cứ đan vào nhau, đè vào nhau chỗ nào thì chỗ đấy nó sẽ bị đục thủng, trống ra như chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Thế như vậy là với cái công cụ Complex Star thì chúng ta lưu ý có mấy điều. Một là số lượng cánh của Complex Star minimum nó buộc phải là gì đấy ạ? 5 cánh, không có số lượng cánh ít hơn. Thứ hai là cái star kiểu complex này thì nó luôn luôn sẽ có cái phần bị đục thủng. Thứ ba nữa là có mối liên hệ giữa cái trường Point Orsai với lại trường Sunnis này. Đấy, với tham số nào đó thì chúng ta mới tăng được thêm một cái cấp của Sunnis, nghĩa là nó phụ thuộc vào số lượng cánh của ngôi sao. Số lượng cánh càng nhiều thì lúc đó chúng ta có thể tăng cái Sunnis lên cao hơn. Đấy, và với cái số lượng cánh giống nhau thì cấp độ sharpness này nó sẽ quyết định tới hình thức của cái complex star này nó phức tạp đến đâu. Thế thì đấy là giới thiệu nhanh về một cái công cụ gọi là công cụ complex star để vẽ ra các cái hình ngôi sao mà có những cái đoạn mà nó bị đục thủng là như thế này. Thế còn các công cụ tiếp theo ở trong nhóm này thì cái này là hai thứ nó tương đối đặc biệt một tí. Nó gọi là công cụ Graph Paper. Công cụ Graph Paper nó giúp cho chúng ta vẽ ra một chuỗi của các cái hình chữ nhật group vào cùng với nhau để tạo ra thành một cái mạng lưới. Thì cái công cụ này thì các bạn sẽ phải đảm bảo cho tôi cái điều gì? Đảm bảo cho tôi là muốn có chiều ngang bao nhiêu ô, chiều dọc bao nhiêu ô, các bạn phải nhập cho tôi tham số này trước đã. Nhập xong rồi các bạn mới vẽ, và sau khi các bạn vẽ, nhấp chuột các bạn vẽ thì nó sẽ có một cái hệ lưới gồm có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ở đây. Đấy. Cái này thì nó không giống như là ngôi sao hay là complex star cái gì đó. Các bạn mà vẽ xong rồi, các bạn có thay đổi tham số trên này, nó cũng không tác động gì tới cái mà đã được vẽ ra nữa. Đấy. Do đó thì các bạn phải thiết lập tham số trước khi vẽ mới đạt được đúng yêu cầu của mình. Cái này là một group, cho nên các bạn có thể là ăn group ra, tháo rời ra thành các cái ô nhỏ như thế này. Thế còn cái cuối cùng ở trong nhóm này, đó là cái Spira. Spira thì nó sẽ giúp chúng ta vẽ ra một cái đường xoắn ốc. Đây, nhấp chuột và vẽ. Các bạn có thể là vẽ to, vẽ nhỏ tùy tay, xoay phải, xoay trái, ngửa lên trái, ngửa lên phải, các thứ là do các bạn kéo. Đấy, muốn như thế nào thì các bạn nhấp chuột, các bạn vẽ như thế và nhận được kết quả ở đây. Các bạn có thể gia giảm các tham số Spira Revolution ở đây để các bạn có thể là tăng giảm cái độ xoáy của cái đường xoắn ốc này. Tuy nhiên nếu mà so sánh thì khẳng định luôn đường xoắn ốc của Corel thì nó kém nột nà, nó kém đẹp hơn so với lại cái đường của Illustrator. Thế thì như vậy là chúng ta vừa làm quen nhanh với lại một nhóm các cái công cụ vẽ hình rất là cơ bản ở trong Corel. Trong đó thì đặc biệt mà chúng ta hay dùng đấy là hình chữ nhật, hình elip, và một số hình như là ngôi sao hay là đa giác. Đấy. Và đặc biệt hơn một tí là complex star. Lưu ý là tất cả những hình đó vẽ ra thì tùy tay, nhấp thì bao giờ cũng nhấp phải chuột trái. Thế còn nếu như mà trong quá trình mà các bạn vẽ mà các bạn nhấn giữ phím Control thì nó sẽ đưa ra cho các bạn một cái hình có tính chất là cân hoặc là đều. Đó. Có lẽ cân thì chúng ta nói là cân thì chính xác hơn. Đó. Thế và tất cả những hình này vẽ ra đều không có màu.
muốn tô màu thì các bạn phải chọn đối tượng và sau đó thì các bạn nhấp chuột, các bạn tô màu bằng cách là chọn màu ở phía bên tay phải này. Đây, đấy là những khái niệm cơ bản đầu tiên, các bạn làm quen một vài phút, sau đó nếu có thắc mắc gì nữa thì chúng ta giải đáp xong rồi chúng ta sẽ nói tiếp tới các vấn đề khác.